Tham gia ngay vào group đồ chính hãng để các bạn có thể biết được những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm được bán chính hãng tại Việt Nam từ điện thoại, phụ kiện, đồ gia dụng và đặc biệt là xe điện. Link thì mình sẽ để trong phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Với mức giá khoảng 8 triệu vào năm 2022 có nên mua chiếc iPhone 11 hay không? Và nếu mà thời điểm này sử dụng iPhone 11 thì chúng ta sẽ được gì? Và sẽ phải đánh đổi những thứ gì? Thì trong cái video hôm nay mình sẽ đi phân tích cho anh em Let's go Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới chiếc iPhone 11 thì đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt Di Động Việt đang có mức giá cực kỳ là tốt dành cho các bạn Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay cái điểm đầu tiên mà nếu các bạn mua những chiếc iPhone 11 hàng đã qua sử dụng rồi á các bạn sẽ phải đánh đổi chắc chắn rồi Đó chính là về thời lượng pin các bạn ạ Vợ mình đã sử dụng chiếc iPhone 11 được khoảng tầm 1 năm ấy Có nghĩa là mua mới 100% nha Sử dụng khoảng tầm là 1 năm Và vợ mình thì xài rất ít Nhưng sau 1 năm thì không còn thể sử dụng được một ngày nữa Với những cái tác vụ cơ bản kiểu như là lướt Facebook này Xem Youtube, TikTok rồi là chơi một vài những tự game cơ bản thì đã không thể chọn về được một ngày các bạn ạ và nếu bây giờ các bạn mua hàng cũ thì có thể là chiếc máy đó đã được sử dụng khoảng vài năm hoặc là thậm chí là 3 năm rồi đúng không thì cái thợ pin cái hiệu suất pin của nó có thể là không tốt nha nếu mà các bạn cảm thấy rằng cái viên pin cũ á, sử dụng không được ổn cho lắm cái điểm thứ hai các bạn sẽ phải đánh đổi mà mình đã nói rất là nhiều những cái video trước rồi đó là màn hình Màn hình với độ phân giải HD+, thì thực sự mà nói Đối với những anh em nào mà đã quen sử dụng những cái màn hình độ phân giải cao rồi á Thì các bạn nhìn vào cái màn hình của chiếc iPhone 11 Các bạn sẽ cảm thấy nó khá là khó chịu Bởi vì nó sẽ hơi bị rỗ rỗ nhẹ một tí xíu Còn với những bạn nào mà uh, quen sử dụng những chiếc thoại kiểu như là 678 chẳng hạn đi đúng không Thì các bạn chuyển lên iPhone 11 mình thấy là cũng được Không đến nỗi nào Nhưng mà các bạn cũng cần phải lưu ý về vấn đề này nha Màn hình của chiếc iPhone 11 thì nó không xịn xò lắm đâu và bên cạnh đó nữa thì với cái phiên bản tiêu chuẩn dành cho hàng đã qua sử dụng á thì nó cũng chỉ có bộ nhớ trong là 64 GB thôi. Thực sự mà nói thì bây giờ tối thiểu đối với cá nhân mình nha, một người sử dụng khá là nhiều á thì phải tầm 256 còn cơ cơ bản một chút xíu thì phải tầm là 128. Đấy cho nên là nếu các bạn lựa chọn cái phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý, các bạn sẽ phải đánh đổi xem thử rằng là liệu với 64GB các bạn có dùng đủ hay không? Cái việc này thì chỉ có các bạn mới biết được là nhu cầu thực tế của mình như thế nào thôi. Chứ còn với cá nhân mình thì tầm 256 thậm chí 256 còn không đủ các bạn ạ. Bởi vì mình lưu trữ khá là nhiều mà. Nhưng mà cái này thì nó không có đúng nó sai nha. Nhu cầu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Và bên cạnh đó nữa thì cái sạc của iPhone 11 mình thấy là nó cũng không nhanh cho lắm đâu. Cho nên là với những bạn nào mà đang dùng Android các bạn chuyển sang iPhone các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu bởi vì sạc của nó rất là chậm ấy. Và cũng có một số bạn bè của mình có hỏi rằng là ủa Vậy thì bây giờ nên mua hàng cũ iPhone 11 hay là nên mua hàng mới ở đây Bởi vì hàng mới thì vẫn còn hàng tồn loanh quanh mức giá khoảng 10 triệu Đối với cá nhân mình nha, cái này chỉ là bản thân mình thấy thôi này Thì đối với chiếc iPhone 11 mình sẽ mua hàng cũ hơn Chứ mình không có mua hàng mới các bạn Bởi vì cái sự tranh lệch giá mình thấy rằng là cũng khá là nhiều đấy Hàng mới loanh quanh mức khoảng 10 triệu Thì bây giờ hàng cũ nó khoảng 8 triệu đồng Thì mình sẽ lựa chọn hàng cũ hơn Bởi vì sau khoảng một năm nữa mà mình sử dụng á Thì mình nghĩ rằng là cái khấu hao của nó sẽ không có nhiều lắm đâu Ha. Cho nên là mình sẽ khuyên người bạn của mình là mua hàng cũ cho nó tiết kiệm à, Thời gian bây giờ kinh tế nó cũng đi xuống đúng không Chúng ta mua hàng cũ sử dụng vài năm rồi Xong chúng ta bán thì nó cũng đỡ lỗ hơn một chút xíu à, Nhưng mà cái đó vẫn là quyết định của các bạn nha Đối với cá nhân mình thôi thì mình sẽ ưu tiên mình mua hàng cũ à, Vậy thì những gì các bạn sẽ nhận được với mức giá khoảng 8 triệu Khi bỏ ra để sở hữu chiếc iPhone 11 Thứ nhất đó, đó chính là hiệu năng công nhận là đến bây giờ thì hiệu năng của chiếc iPhone 11 nó vẫn rất là ok, vẫn rất là tốt các bạn ạ. Sau khi mà vợ mình chuyển lên cái chiếc iPhone 13 thì chiếc iPhone 11 đó chị gái của mình sử dụng, chị mình thì sau khoảng một năm sử dụng lại chiếc iPhone 11 cũ của vợ mình á, thì nói rằng là mọi thứ đều tốt, không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều rất là ngon. Đó chỉ là vấn đề về pin thôi. Như lúc nãy mình, mình có chia sẻ với các bạn rồi đó, hiệu suất của iPhone 11 nó vẫn rất là tốt rồi nha. À, cái điểm thứ hai các bạn sẽ nhận được đó chính là về cái việc được hỗ trợ phần mềm lâu dài. iPhone 11 thì nó cũng được ra mắt ở giữa giữa, bây giờ nó đang ở chu kỳ giữa giữa rồi. À, cho nên là mình nghĩ rằng nó sẽ được cập nhật thêm một vài những cái phiên bản iOS nữa. À, cho nên là các bạn có thể là yên tâm nha. Các bạn dù có mua đồ cũ của Apple á, thì vẫn được hỗ trợ về lâu về dài liên quan tới phần mềm. Và cái điểm thứ ba nữa là mình rất là thích cái khả năng quay video của chiếc iPhone 11. Đây là một trong những chiếc máy có khả năng quay video rất là tốt. Bạn nào mà thích quay vlog chẳng hạn đi thì mua con máy này về sử dụng sẽ rất là ok về cái khả năng quay video ha và cái điểm tiếp theo và có lẽ là cũng là cái điểm cuối cùng mà các bạn sẽ nhận được ở trên chiếc iPhone 11 nếu các bạn mua hàng đã qua sử dụng rồi á, đó chính là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc để lựa chọn các bạn ạ, à, đây là một cái phiên bản mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp với giới trẻ á. với những bạn à, sinh viên nào mà vừa bước chân lên đại học và cái tài chính nó cũng không quá là tốt á thì mình nghĩ rằng là lựa chọn iPhone 11 để sử dụng cho những cái năm học đại học á vẫn là một cái lựa chọn rất đáng giá tất nhiên là với những bạn sinh viên mà giàu kiểu như là Dubai ai uh, học những cái đại học xịn xò đấy, thì thôi mình sẽ bỏ qua, nhưng mà mình biết rằng rất là nhiều bạn vừa bước chân lên đại học ba mẹ cũng không cho một cái mức tiền quá là nhiều thì mua iPhone 11 sử dụng thêm khoảng vài ba năm nữa vẫn rất là ok, vẫn rất là tốt nha thậm chí là người em của mình nó mới đây thôi, nó cũng vừa mua một chiếc iPhone 11 hàng đã qua sử dụng để có thể là tặng cho người yêu của nó à, cũng ok mà đúng không và đó là những cái điểm mà mình muốn phân tích cho anh em được gì và mất gì khi mà chúng ta mua iPhone 11 hàng đã qua sử dụng. Các bạn sẽ mua hay không mua thì có thể để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì